Ok, rất vui khi được gặp lại các bạn ở trong cái kênh của mình. Thì cái clip hôm nay mình sẽ test một con hàng đang rất là hot trên cái thị trường tập kích, đó là khẩu Dragon Gatling anh. Thì đến tận hôm nay mình mới được bạn Hải cho mượn cái tài khoản này để test, thì xin cảm ơn bạn nha. Thì cái clip hôm nay mình sẽ đi đấu rank nhanh 2 trận về cái khẩu súng này thôi. Thì các bạn cũng đã xem qua những cái bài review về cái khẩu súng này ở những cái kênh channel khác rồi. Và có một số bạn yêu cầu mình làm về cái khẩu súng này, cho nên là mình cũng cố gắng mình làm clip luôn. Giờ cũng khá là muộn rồi đấy. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Rồi, các bạn có thể thấy được cái ngoại hình của khẩu súng này, nó rất là hầm hố luôn. Những cái dòng súng kỵ sĩ mà. Rồi, mặt đầu tiên tuyệt vời. Và khi cái khẩu 6 nòng này phiên bản Dragon thì nó đã cho mình một cái lớp áo màu đỏ và có hai cái đầu rồng khá là dị. Ở đâu đây? Ở đâu đây? Ô, nó hồi sinh. Bình tĩnh các bạn ạ, bình tĩnh, chết. Ui ồ. Vâng, cái khẩu súng này mình cảm giác bắn rất là êm luôn, rất là đầm. Tốc độ ra đạn rất là nhanh và uy lực cũng rất là mạnh. Hiện tại thì khẩu này đang level 7. Cái bạn bạn Hải rất là may mắn khi mở được cái khẩu súng này nhá, level 7. Lượng đạn của nó là 101 kia nè. Cũng khá là ghê rồi. Hôm nay mà khi cường hóa lên M38 thì đúng thì quá bá đạo luôn. Rồi, hai mạng, tuyệt vời. Xả đạn, tốc độ xả đạn thì nhanh thì kinh vồn. Đây rồi, anh này làm gì đây? Chưa chết à, rồi, ui rồi đông hết. Mình xin ạ, rồi, tuyệt vời, ngon. Ô, còn cả mã ở nhà này. Rồi, 6 kill, tuyệt vời. Rồi, 202 viên mình xả có tí mà còn 14 viên này. Các bạn có thể thấy được cái tốc độ xả đạn khủng khiếp của nó rồi đấy. Đó, chết này, rồi 7 kill ngon. Rồi còn 2 viên. Các bạn tin là còn 2 viên mình có thể cái được một mạng nữa không? Úi dồi. Thấy gì chưa? Mình vừa mới nói xong đấy. 2 mạng vẫn có thể giết được thêm một mạng. À, 2 viên vẫn có thể giết được thêm một mạng nữa. Quá là tuyệt vời rồi. Quá là bá đạo rồi. Đúng là khẩu súng mạnh khủng khiếp. Đúng là một pha không thể tin nổi luôn. Đây rồi, bạn đi đâu đây? Ôi, khẩu này bắn êm, bắn đầm thế nhỉ. Đạn đi rất là chuẩn xác luôn, không lệch một viên. Kiểu như hack không giật ấy. Khẩu này nói chung là ưu điểm đấy, quá là nhiều cái ưu điểm rồi. Tuy nhiên thì có một cái mặt hạn chế, đó chính là về cái ngoại hình của khẩu này. Thì các bạn có thể thấy được cái nòng của nó đã được làm rộng vành thêm. Cho nên là nhiều khi mình nhìn, mình quan sát được tên địch ở chỗ hồng, cái chỗ hồng tâm thì rất là khó khăn nhá. Lại còn thêm hai cái đầu rồng nữa, nó xỉa ra ngoài, nó cũng bị che thêm một khoảng nữa. Giá như mà nó vẫn giữ cho mình một cái hình dáng của phiên bản đời đầu thì quá là tuyệt vời. Chết này, rồi báo thù, ngon. Ủa thôi. À, ăn quả bom thốn thế. Rồi, 28, 14. Bên mình đang gấp đôi bên phiên quân. Nào, đâu rồi? Nào, ôi, ôi, rồi. Ôi, rồi, đồng gót một thanh niên đang cầm snip này. Ôi, rồi. Bắn gần chết rồi để cầm snip giết luôn. Ô, khẩu này thay đạn nhanh thế nhở? What the hell? Đúng là phiên bản Dragon có khác. Quá tuyệt vời. Rồi, lần này thì xác định nhá. Cái đầu rồi, headshot một viên luôn. Tuyệt vời. Nào, đâu nữa. Đây rồi. Chạy đâu đây? Ngon. Giết luôn, tuyệt vời. Nào, KS luôn, ôi. Phê lòi lòm luôn. Ôi, có thanh niên đứng trên cao nhà mình kìa. Kinh vồn, bắn khẩu này quá là phê. Chết luôn này. Không có pha mất máu à.
xoay vòng rất là nhanh nhá. Không biết là khẩu này khi lên M38 sẽ như thế nào nhỉ? Ồ, hai thanh niên. Ôi thôi, vừa giết được một tên còn một tên nữa, cầm snip đứng góc luôn ạ. Không làm gì được. Cho sơi bom này. Lại xịt rồi, tiếc thế. Nào nào ra đây. Đây rồi. Ô đâu ấy. Chết này. Khiếp. Thì hiện tại mình đang quen bắn cái chế độ cố định thôi. Cầm những cái dòng súng 6 dòng như thế này bắn cố định khá là khó khăn nha. Ăn. Úi giời ơi. Bắn như thế rồi còn để có bom sôi mất. Sao ông nào ăn có bom ngon thế. Nào nào. Đấy. Bạn này. Ôi thôi. Có bom quăng thế mà vẫn chết mình được. Tài thật. Chỗ này có mất máu không? Ô, không có ai mất máu à? À đây rồi. Đã. Thanh niên này ngáo à? Rồi. Các bạn ấy ngủ quên rồi. Giờ cũng khá là muộn rồi chứ. Rồi trận đầu tiên được 22 kill cũng không đến nỗi ngu đâu. Mình bắn cố định mà bắn cái dòng 6 nòng mà như vậy là cũng khá là ổn đấy. Chỗ này phải tập chơi tam chỉ thôi. Chứ bắn 6 nòng mà chơi cố định rất là khó khăn nha. Ok, giờ mình sẽ test thêm một trận nữa. Mình sẽ đi nhanh 2 trận thôi. Rồi, trận đấu thứ hai là cái map phòng thí nghiệm mà. Mình hay nhầm tưởng cái map này là cái map chạm không gian. Thì cái map này rất là thuận lợi cho việc bắn 6 nòng rồi. Khá là ngon. Đấy, giờ mình nói xong có thanh niên đã xách 6 nòng rồi. Bạn rất manh động luôn. Rồi, mạng đầu tiên, ngon. Xem có ai móc không, mình nghi lắm. À đây. Có biến, biết ngay mà. Này thì móc, chạy đường quận này. Rồi. Hai cơm bò cho một cái hiệp đó đầu tiên cũng ổn đấy. Ú, bom. Ôi ơi, ông là quăng mù thế này, thốn thế. Sao mình ghét mình mù thế nhỉ? Cứ mỗi lần mà bị ăn mù xong cái là mắt nó hoa hết cả lên, nhìn không ra gì luôn. Chết này, úp ra. Đùa nhau nó phát đấy. Không giết được, tài thật. Này thì ăn bom này. Á đồ. Nhảy ạ. Ui đông quá. Tôi xong rồi. Ui may quá. Lại chết. Ui thôi. Ôi cũng được. May mà cũng được lấy cái huy chương đồng. Ui ngu người rồi. Thế quả bom thế. Ông nào vừa thấy độc ra đây. Được, chỗ này có mất máu nhỉ. Đây rồi. Đúng như mình nói, cái nhược điểm của cái khẩu súng này, cái nòng nó khá là to. Nó thêm cái một cái vành vàng nữa, cho nên là nhiều khi quan sát rất là khó. Rồi, bạn. Ôi rồi. Thôi sao không? Thanh niên. Rồi xong. Cầm qua, cầm chạy tặc mà 200 thì chỉ có chết rồi. Gặp thì còn gặp đắc sáng thế này nữa. Nào anh em nào lao lên. Rồi lại ăn mình mù rồi. Rất là khó chịu nha. Đang những cái pha tấn công khổ báo mà bị ăn mình mù. Đúng là mất hết cái tinh thần chiến đấu luôn. Nào. Đây rồi. Thủ hết ở nhà. Ôi. Ghê nhỉ, đồng đội ghê nhỉ. Ok. Anh nhìn hot boy 93. Ông KF vừa thôi cho anh em KF với. Sao khốn nạn thế. Anh em đói hết cả đây này. Rồi mất máu rồi. Ra đây mà hiến mạng. Tuyệt vời. Bạn các bạn không thấy hai ba thanh niên đang còn đứng ở trên
chân trụ xả đạn xuống như một vị thần mà còn dám lao cái mặt ra. Rồi, còn một tên nữa đâu rồi? Đâu ấy? Đây à? À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Rồi. Đồng đội mình tranh nhau xô xé cái con hàng cuối cùng rồi. Này thì ăn bom này. Rồi một thanh niên, rồi một thanh niên liều mạng. Ô ô ô. Về đấy, đội bạn bắt đầu tấn công rồi. Tấn công này rồi vỡ mồm. Còn một tên nữa, còn một tên nữa. Một hơi một tên nữa để mình đi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Bạn sân hit đáng yêu đây rồi, ăn táo luôn, ngon. Rồi. Kết thúc luôn cái trận đấu thứ hai. Ok, thì chắc có lẽ mình sẽ kết thúc luôn cái trận đấu tại đây thôi. Thì hãy ủng hộ mình bằng cách ấn like và ấn đăng ký kênh nhé. Và comment đây thì xin chào.